Meta sẽ sa thải thêm 10.000 nhân viên. Công ty mẹ của Facebook là Meta sẽ bắt đầu cắt giảm khoảng 10.000 nhân sự trong những tháng tới. CEO Mark Zuckerberg cho hay đây là quyết định không thể tránh khỏi. Đây là đợt sa thải nhân viên lớn thứ hai trong lịch sử Meta. Sau đợt sa thải năm 2022 với khoảng 11.000 nhân sự mất việc làm. Trong email gửi tới nhân viên hôm 14 tháng 3, CEO, nhà sáng lập Meta là Mark Zuckerberg cho biết công ty sẽ tiến hành nhiều đợt sa thải nhân viên, đồng thời hủy bỏ một số dự án, giảm tỷ lệ tuyển dụng mới. Đây là cách để Meta hướng tới một năm hiệu quả. Tỷ phú Zuckerberg cho hay, bộ phận tuyển dụng của Meta nằm trong đợt sa thải đầu tiên, sau đó là tái cấu trúc và sa thải bớt nhân viên trong bộ phận công nghệ dự kiến vào tháng 4. Bộ phận kinh doanh của Meta sẽ đối mặt làn sóng sa thải vào tháng 5, ông Zuckerberg cho biết. Đây là một quyết định khó khăn nhưng không có cách nào để tránh. Tôi hy vọng những sự thay đổi sẽ đến ngay trong năm nay, để chúng ta có thể sớm vượt qua giai đoạn bất ổn và tập trung vào những công việc quan trọng phía trước. Tỷ phú Zuckerberg chia sẻ. Các dự án dự kiến bị đóng cửa bao gồm thiết bị đeo không dây của phòng thí nghiệm thực tế ảo. Bộ phận Metaverse, bộ phận phần cứng của Meta. Đây là dấu hiệu cho thấy Meta đang giảm nguồn lực dành cho các sản phẩm thực tế ảo. Dù rằng vẫn tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu dài hạn. Vào tháng 11 năm 2022, CEO Zuckerberg nói rằng bản thân phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm. Khi đánh giá quá cao khả năng tăng trưởng của công ty dẫn đến tình trạng thừa nhân viên. Do đó, sa thải là biện pháp cuối cùng.